Ồ, như vậy các bạn nghĩ là các bạn quá thông thái và các bạn biết tất cả mọi thứ trên thế giới đấy hả? Các bạn nghĩ là các bạn xem từ kinh dị đến những thứ nhỏ nhặt và nhẹ nhàng. Mình cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi mà mình xem cái này. Thì có lẽ để tăng thêm phần thú vị cho video này thì mình sẽ để cái dòng cảnh báo là đừng xem nếu các bạn chưa sẵn sàng ở đây. Ok, và các bạn nên làm theo nó. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu với video xem người hóa quỷ. Oh god. Mình biết là cái thể loại video này không phải dành cho tất cả mọi người, nên là bất cứ ai mà cảm thấy nó ghê rợn rồi cảm thấy buồn nôn khó chịu thì tốt nhất là nên tắt đi. Ok, không xem vào ám ảnh sợ lắm. Ok, cùng xem nào. Ok, ông này cởi áo ra và nhìn ông không khác thì là một cây chuối đến mùa cả. Không biết ông ấy bôi cái gì người nữa. Oh god. Oh god. Trắng hết rồi, như tượng. Cả tóc luôn hả? Vãi cả linh hồn. Ok. Ông này mà đứng ở một cái bục đó đấy thì chắc chả ai biết đây là người thật. Đây là cái gì đấy? Là cái bút đúng không? Ông chấm mực lên. Oh god. Oh boy. Bắt đầu. Ngay lúc này mình đã cảm thấy kinh dị rồi. Mình chưa xem video này bao giờ. Mình chỉ gọi là nhìn qua cái ảnh bìa thôi. Cái link gốc của video này chắc chắn sẽ ở dưới mô tả nếu các bạn muốn xem. Oh boy. What? Thế này đủ và mình ở cái... Ôi! Cái gì đây? Vãi! Ông đắp lên cả... Vãi linh hồn. Thế ông thở bằng cái gì? Ôi! Oh my god! Vai. Sợ đấy. Tự nhiên nó rú lên ghê quá. Nhìn nó kinh rồi nhưng nó rú một cái. Oh. Oh boy. Mình cảm thấy như là mình chứng kiến người hóa quỷ thực sự luôn ấy. Chứ không phải là hóa trang nữa, nhìn nó giống quá. Mỗi lần ông đi nói to to lên cái mình kinh vãi. Ông này ông cứ nói cái tiếng gì mình cảm thấy như kiểu là ông ấy đọc kinh thánh hay là đọc cái ngôn ngữ gì. Nếu bạn biết là tiếng gì comment phía dưới nhá. Mình không biết là tiếng gì. Rồi viện đắp một cái cục trên đầu luôn. Ui giời ơi sư bố. What the heck? Cảm giác như đang xem trong phim kinh dị. Ôi giời, cái gì đây? Vãi cả linh hồn. Oh boy. Đúng kiểu mấy con quái vật ở trong phim ma với cái kinh dị. Vãi cả rồi. Vẫn chưa hết à? Ông còn định biến thành các con quái vật gì nữa? Quái gì vậy? Cái này nhìn giống mẹ mình lúc ngủ dậy. À... Nói thế mẹ mình có xem được nhá. Tao xin lỗi.
Ooh boy. Oh boy. Kiểu đeo cái kính ấy, ấy. Ma biết đeo kính ấy, ma có cái kiểu nhân cách, kiểu mốt của nó chứ không phải đùa đâu. Oh god. Này. Lắc lắc lư lư đừng có nhảy mồm tao nhé. Em sợ lắm, em nói thật đấy anh ơi. Ui. Ghê vãi. Ui giời ơi, cứ đập vào tường, đập vào. Ow. À. Mình không biết là mấy hợp chất bóng ấy bôi mặt nó có nó làm từ cái gì nữa. Nhưng mà mình không muốn biết. Rạch hình dấu thập trên mặt luôn. Vãi cả. Hãy tưởng tượng mình là con của ông này xem. Kẹp bông đấy, kiểu buổi sáng thức dậy thấy đi vào phòng văn phòng của bố, thấy bố biến thành con này. Mình không biết mình lớn lên biến thành cái gì nữa. Móc tay vào mũi mà móc cái gì vậy? Vâng. Em không biết anh đang làm cái trò gì nữa. Kêu như kiểu thỏa mãn lắm ấy. May quá là mình đeo tai nghe nhưng bật loa người ta tưởng mình xem cái gì đấy quái dị. Cái này cũng quái dị không kém đâu. Xem cái kia có khi nó còn bình thường hơn là xem cái này. Rồi bớt hết rồi đi. Ồ hết rồi. Video này được đăng vào năm 2008 là 10 năm trước rồi á. What? 10 năm trước mọi người có cái nghệ thuật làm như này rồi á. Vậy bây giờ thì sao? Đây là cả một cái kênh luôn, mình để cái link của cái kênh dưới mô tả. Cái kênh này thì ông ấy nói để mình xem ông ấy nói về cái gì đó. Tức là ông này như kiểu là một nghệ sĩ hóa trang ấy. Nhưng mà ông hóa trang là thủ đấy rất là kinh dị và mình nghĩ là ít ai làm. Để xem video gần đây ông làm như thế nào. Bây giờ thì có vẻ như là video chất lượng rất là cao rồi. Nó không còn mờ mờ như ngày trước nữa rồi. Mặc dù vẫn chưa lên nổi HD 480p vẫn cái kiểu đáp tất cả các thứ vào mặt. Ủ con. Đây hoàn toàn 100% là thật nhé, không cắt ghép một ví nào cả. Tức là người ta hóa trang 100% đấy, không phải kỹ xảo điện ảnh gì đâu. Đấy, các bạn thấy nghệ thuật trang điểm như nào chưa? Nhìn nó kinh khủng nào chưa? Từ người bình thường nhìn nó như nào chưa? Nên là không mà tin được phụ nữ bây giờ đâu, kinh luôn. Cái gì đây? What? Vai, nó nhập vào nhau luôn. Ok, hôm nay thì đủ internet rồi. Đủ internet cho tất cả hôm nay rồi. Chúng ta sẽ không cần phải động vào internet nữa. Tại vì là cứ mỗi ngày động vào internet lại khám phá những điều mới lạ. Và những điều mới lạ đó có thể sẽ ám ảnh mình suốt từ bây giờ đến lúc mình già mình chết đi mất. Oh my god, kinh dị, dã man tàn bạo. Nhất là trong trường hợp nó được diễn tả thực nữa. Không biết là cái người quay ông này đầu óc nó có mình còn bình thường được không. Nhưng mà anyway, mong là các bạn thích video này. Nếu bạn thích đừng quên để lại một like sau của mình. Cái link của cái người nghệ sĩ này sẽ ở dưới mô tả nếu các bạn muốn xem qua. Mình không biết tại sao các bạn còn muốn xem qua nữa. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Mình là ZMG. Bye bye. Và nếu các bạn muốn mua ZMG thì chỉ còn một ngày duy nhất. Cái link sẽ vẫn dưới phần mô tả. Luôn luôn link dưới phần mô tả. Yep. Bye bye. I could swear that I'm
I'm losing myself.